Hello mấy chị, ở bên Thái á, người ta ăn lẩu thường thường là gọi là suki hoặc là sabu. Suki thường thường nó trong cái sốt nó có cái nước chấm của nó là nước tương ớt, nhưng mà trong cái nước tương ớt nó có tỏi mấy chị. À, em hiểu vì sao nó hôi cái tủ lạnh rồi, cái mùi tỏi nó ăn ghê rồi, nó hôi ghê đó. Bảo cái đóng cái nắp tại mà nó cũng hôi á. Ê, cái này nó có bị lên ấy men không ta? Sao nó chua lè, ô nó có mọc nấm lên ớt luôn nè. Nè, để lâu quá trong này. À, biết tại sao rồi. Cái ngăn dưới của cái tủ lạnh của Huy nó không có đủ lạnh. Cho nên là có thể nó Huy bị tiêu chảy là do cái nước đó đó. Cái nước nó không có đủ lạnh đó. Cho nên nó ấy, chứ không phải là nhiều khi không phải đồ ăn, nhưng mà nói chung mình được mình hay ăn hay qua ăn hai cái đó nó bị tiêu chảy. Còn cái này nó mọc nấm rồi nè. Nước sôi rồi. Bây giờ mình để rau vô đây không? Mà ăn quá có gì không? Rau một đống thì ăn sao hết nha. Nhưng mà ăn cho nó hết luôn chứ để nó chọc tủ lạnh. Để nó chọc tủ lạnh chứ không gì hết rồi. Không muốn thì để sao không ta? Không ăn hết nữa. Hết sức. Ăn rồi ráng ăn. Hay là rau muống để sao ăn nó lấy ra. Tại vì sợ phải ăn không hết đó. Có nấm nè. Cà rốt. Rau mình nên ăn cho nó tươi á không? Nhưng mà để ngày mai xào rau muống ăn cũng ngon. Rau muống xào tỏi. Ăn rau nhiều nên là ok rồi không? Rau muống nên nên để dành không ta? Tôi sợ ăn không hết. Nhưng mà cái tỏi nên để tính sao ta? Nè kem cho một chút ớt vô đi ha. Ớt mà giống như bún riêu nè. Cho nó hết luôn, cho nó bớt chặt tủ lạnh nữa. Dục luôn cái hũ này giống như ăn tưởng tượng bún riêu á, cái mùi cua này. Bây giờ tỏi này không biết nó có bị hư không, nó lên nấm á, mình rửa thì nó cũng sạch á. Nhưng mà ớt này thì nó hơi dục luôn. Hơi dục cái lọ luôn ha. Cái tủ lạnh ngang dưới nó bị đấy, giờ mình vô rửa cái này đi không? Hiện hồi nãy mình thấy cái tủ lạnh nó hôi, mình cũng không hiểu cái sao này nó lên men lên nấm vậy nè. Có nên không ăn không ta, hay đổ ta, người đang yếu mà hay dục người nó hết không dục quá thôi, uổng quá thôi. Ớt ăn nó mới ngon, cả ớt nó mới ngon, tỏi lên dục ta thôi, dục đi không, tại vì tỏi nó sẽ có cái thành phần để nó lên men lên nấm đó. Cho nên ớt thì dùng được, nhưng tỏi bỏ luôn đi. Tỏi đây ai mà ai lấy bỏ trong người sợ bị thấy đi. Rửa ớt bỏ vô thôi, ớt không xài được này cả nhà. Rồi Huy đã rửa ớt rất là sạch sẽ, nó không có nấm. Còn cái tỏi đó nó bị hôi nên hồi nãy mở cái tủ lạnh ra là mùi đó đó. Bởi vậy không có để chung tỏi nữa, tỏi là ở để đông lạnh luôn, còn để ở dưới nó bị ấy á. Giờ là cho ớt vào rồi ăn thôi. Ăn nghe giống ăn chay nè, cho có nước á, cho do hôm qua hơi bị tiêu chảy người. Tươi nha, vẫn còn rất là tươi, bỏ khăn giấy vô để giữ được lâu. Tỏ trên trang đá rồi, tỏi nó dục hết rồi, tỏi nó bị lên nấm cả nha, ghê quá. Mà ói quá, nó hôi là do cái mùi tỏi nó, đúng rồi, nó hiền gì hồi nãy tôi ngửi quá, tôi ngửi luôn mọi người thấy không. Tôi nói ủa nó có hôi cái gì đâu ta, tự nhiên lúc đó là lấy cái này ra rồi, ai ngờ cuối cùng bà tỏi xuất hiện. Tỏi là nó rất là tốt cho sức đề kháng, nhưng mà nó hôi, nó lên men, nó hôi kinh dị, cái mùi tỏi nó nồng nặc lắm.
cái này phải bỏ nước mắm vô hơn, chứ là cái con cá cho nó ngọt nước không ta, bỏ con cá vô ăn hay không cho nó ngọt nước á, chứ là cái con cá nó cũng có dầu á, không có bỏ rau muống là đúng rồi, cho nhiều quá. Cho nước mắm vô nè, à mình có tỏi ăn chay mà bỏ nước mắm rồi quên, như là ăn chay mà bỏ con cá đó nữa chứ, chứ là mình có không có tỏi đó, mình bỏ tỏi khô đó. Nó cũng thơm vậy. Rồi tương ớt nè, cái món suki là người ta bỏ tương ớt với tỏi đó, cho nên là mình cũng bỏ vô cho nó đẹp mắt. Xong rồi đó, rồi người ta một chút dầu mè nữa, rồi ớt bột lên, ớt tươi rồi ớt bột vô nữa là xong rồi đó. Xong một cái phần lẩu. À mình thích bột ngọt, mình cho bột ngọt vô nữa. Nhưng mà hơi không có ăn bột ngọt nha. Bột bột á, rồi đã xong rồi. Cái này mà ăn với miếng cũng ngon lắm, ăn mì gói cũng ngon lắm, mà hồi lâu nay hơi không có ăn mì gói luôn á, hơi cử luôn, nói chung là hơi không ăn, tự nhiên hơi cũng không lấy thêm nữa luôn á. Ăn rau ăn này nọ vậy thôi là hơi cũng thấy ngon rồi, kể theo con cá này cũng ngọt nước rồi này, vậy là nó ngon rồi đó, vậy là giống như một cái phần lẩu ở ngoài đường rồi. Tính ra để ơ mà hơn con cá có 15.000 rồi, cái lẩu có 40.000 là 60.000 cái phần lẩu cá này. Cũng lẩu cá chứ bộ, cũng đã con cá cái lẩu rau không nước nữa đó, nhiêu đây có 60.000 chứ nhiêu, còn rau muống nữa kìa, chưa ăn nữa kìa, thấy không, rau muống này để dành nữa. Mai ăn cơm phần cơm được được nữa, thấy không đó, bỏ vô cái tô cho nó bớt diện tích cái tủ lạnh này. Giờ là ngồi ăn thôi như kiểu nha, mình bật cái lửa nó riu riu, nó có hai nắp á, cái lò này thì nấu được, đóng lại cho nó bớt hôi cái phân. Tôi cũng mở cửa sổ ra rồi, giờ phải dọn dẹp, phải bỏ rau muống vô đây. Chỉ là hồi nãy cũng không phải hôi dầu luôn, chỉ là hôi cái mùi tỏi nó hôi rinh nè. Tôi tưởng nó ủa nó không phải gì đâu mà sao ấy. Mình phát hiện ra là cuối cùng là bà tỏi. Công nhận tỏi nó hôi không? Luộc tay cái mùi tỏi sao nó hôi dữ vậy ta? Nhưng mà nó lại tốt hơn. Mùi tỏi mình lột tay mình nấu ăn đó, mấy cái cô nội trợ cái tay cái mùi tỏi nó khó bay ra, cái này thì để tủ lạnh để mai thì nấu ăn. Rau muống xào tỏi mà đâu có tỏi đâu, nó cái tỏi cái xào cũng được vậy, nó cũng ngon như cha. Ăn ở nhà bây giờ là thấy vậy cái nó quá đủ chất lượng rồi đó, đây là chất sắt này cả nhà. Người ăn chay người ta cũng ăn vậy, không cái gì ăn nấm với ăn rau không cái gì. Huy pha ly cà phê, Huy làm cái tập YouTube này mà cuối cùng không có thu âm luôn, cuối cùng quay cái này, giờ đi dùng mấy cái này. Xong rồi mời cả nhà ăn lẩu chung với Huy nha, Huy dùng mấy cái này cả nha, cả nhà. À, Huy nấu xong rồi nè cả nhà ơi, mời cả nhà ăn nha, ăn trong cái lò này luôn khỏi chết nha. Ngoài hai còn hai cục rau của cái xăm tăm này không ăn, không bỏ vô đây luôn, nhưng mà thiệt ra cái rau này ăn tại vì hôm qua hơi bị đau bụng, cái hơi không muốn ăn cái này luôn, ăn cái này là đủ rồi, mình để trong cái này ăn luôn. Mời cả nhà ăn nha, mời cả nhà mình nha. Con cá nó cũng ra cái nước ngọt này, nếu mà ai làm biếng nhai thì bỏ con cá nó cũng ra chóc rồi, thực ra ăn cái nước nó cũng chắc có cái chắc á, chứ không cần ăn thịt con cá cũng được, làm biếng nhai thì cái nước nó cũng ra từ cái thịt con cá rồi nè, mà mình ăn cái này mới có chất xơ, giống như trái cây vậy, nước ép trái cây đó. Không ăn cái trái cây sẽ nó có chất xơ.
bộ mát nè, cà rốt rất là nóng nha, nấm nè, tốt cho người mỡ trong máu nè. Bắp nè, cái này là gì vậy? Rau, rau này làm kim chi nè, kim chi là giải cảm luôn, hay dữ lắm á. Kim chi ở bên Hàn Quốc người ta làm hai loại, một loại chua chua với một loại truyền thống á. Trong cái bàn ăn đồ ăn Hàn Quốc lúc này cũng quá trời chén bát luôn. Mấy cái đồ nhỏ nhỏ ăn trước mà, cái đồ chính lên sau sắp. Ở bên Hàn Quốc cái ngày sinh nhật của mình hay là thôi đâu gì người ta ăn canh rong biển đó cả nha. Rồi rau cải nè, quá trời rau ha. Cũng may là không có bỏ cái kia, cái rau muống rồi để ngày mai có một món khác ăn nữa, tiết kiệm rồi đó, cho ăn cũng hết đó. Người đang ngồi mình ráng ăn để cho đi ngủ, tính làm một tập YouTube mà cuối cùng cái làm cái tập này luôn, đau bụng, đau bụng ăn lẩu 60.000. Cái tiếc là Huy bị đau bụng uống thuốc rồi nấu lẩu 60.000 ăn. 60.000 thì chứ bộ, cái này 50 mấy bạc là cho 60 luôn đi, 60 bạc với là thêm 20 nữa là 8 nhân 8 là 64.000 á, 60.000 đúng luôn á, tại tiền thuế là 700 mấy á, mình cứ nhân cho 8 cho nó dễ rồi lùi lại chút cũng được, tính đại khái cho cả nhà chứ cũng không còn chính xác, tính sơ tương đương đó cả nhà, 60.000 là đúng luôn nha. Nóng quá cả nhà ơi, nói chung con cá này cũng ngon đó nha, rỉ mà sao ngon quá nha cả nhà. Ngon quá, không có tanh gì luôn á. Người ta chiên lên á, cái con người ta chiên cũng đường, ít mấy cái mùi dầu mỡ nên đứng chiên đường sợ rỉ quá không ạ. Chia cái miệng lại nha, tại nhẹ xương á cho nó lịch sự. Cái này nó có xương nhưng mà xương to không có sao, xương nhỏ mới sợ nó mắc nghẹn, nó găm vô răng. Rồi hết con cá rồi, con cá 15 nha, nó mỏng mỏng nữa nhưng mà cũng được ăn cá rồi, thông minh rồi. Giờ tôi ăn chay. Ăn chay mà có nước mắm nè, tròn nấm kim châm này, nấm bào ngư nè. Bắp nè cả nhà, con bắp cũng tốt lắm á. Nóng quá, tại vì cái nước hơi nấu nó nóng quá cả nhà, cho nên cắn vô miếng bắp sợ nó phồng miệng luôn á. Thấy không, mọi người thấy khói nó bay lên không? Nãy giờ để cũng ngủ lắm mà mình sẽ nói nó
Nóng quá nóng luôn mà ngủ không, nóng mà phòng luôn. Thôi ăn cái miếng bắp non này cho nó đỡ nóng. Ăn miếng kim chi, miếng cả này để làm kim chi. Kim chi Huy cũng có clip làm kim chi, mấy chị nó nhờ Huy mà chỉ biết làm kim chi á mà vẫn ngon. Trời mà kim chi làm ngon lắm nha. Chi ở ngoài mua nhiều khi nó dở hẹp à, ráng ăn. Sáng mắt nè. Có mấy cái anh ở nhuận comment ý là bị HIV rồi, có cái bé kia sống 20 năm mà cái mắt bị mù, cũng còn sống tới 20 năm mà con mắt bị mù. Nói chung là hồi xưa Huy bị con Huy đi chết con mắt liền 6 triệu á, cái người ta nói đi coi lại mở trong máu coi, cái ai ngờ mỡ trong máu rất cao đúng luôn. Mà mỡ trong máu thì ảnh hưởng con mắt ta, mắt nó bị cái màu xám ăn vô trong đó. Nói chung là nếu mà mình không uống thuốc đó, hồi xưa là mấy người bị ấy là bị mù thiệt á, nó ảnh hưởng lắm, nhưng mà giờ người ta có thuốc á cho con mắt nó. Mấy cái người bị bệnh này là con mắt nên có người bị mù, cho nên là hồi hơi hơi nói hơi đi lúc mà hơi chưa có nói bệnh nó hơi đi coi đi ngồi với mấy cái người chị mắt bị mù rồi để mình tập trước á, mình có bạn mình làm quen trước á, hơi tính trước rồi đó. Mà dần giờ ngồi đây thì còn còn sống và nói chuyện với mọi người, và cũng chưa con mắt vẫn còn nhìn được mọi người, đọc comment mọi người, thì ra đó là hạnh phúc của Huy rồi. Chứ họ lúc đó là hơi tưởng hơi sắp mù luôn á. Nói chung hơi không có rành về cái căn bệnh này lắm, tại vì mình chưa có bệnh, tự nhiên mình tập trung vô nó chi cho nó mệt. Chừng nào mình bị rồi mình mới biết được cái cảm giác là, chứ nhiều người nói nó bình thường không có bình thường đâu, bị rồi biết. Mình nói một chuyện nha, mình vô cái vấn đề đó là một chuyện khác. Thử đấy nha, coi có bình thường hay không nha. Rồi lúc đó là biết à. Nói chung bệnh gì cũng vậy, để lâu nó sẽ bị ảnh hưởng, những cái bộ phận khác của cơ thể mình nó bị tàn phá nếu mình không biết á. Bắp thì có bắp non,
còn một cái bắp trưởng thành giống như con người vậy, chỉ có lúc trẻ mà lúc lớn tuổi lấy chồng mà cứ giờ còn ai không có lấy thì thôi, ở vậy cũng vui, là được sống là vui rồi, được làm người là vui rồi. Ăn cho lại sức đó. Đúng là đúng ra là ăn cái này có nước cho nó lại sức, cái mấy cái nước nó mất đó, bị tiêu chảy đó cả nhà, là nó mất nước lượng lắm. Có người bị tiêu chảy nặng mà không có uống thuốc đó, không kìm á là mất nước, nhiều nhiều người đi luôn á, phải uống cái thuốc kìm á, chứ không là không có chịu nổi đâu cả nhà. Mà hơi thì không có bị nặng lắm, mà hơi cũng đã thấy mệt rồi, phải uống cái thuốc nó vô để kìm lại. Mà hơi thuốc bên Thái nhiều cái rỉ hơn mà nó hay lắm, không có cái thuốc đau bà tử đúng không? Mấy con ông thích rồi nè. Mấy cái thuốc đau miệng rồi đó nè, ở bên Thái cũng hay lắm á, ai mà nhiệt miệng rồi nè, sức màu xanh xanh nè, nhưng mà hồi bữa cái kia thì bệnh viện xưa cho là nó bị nó có cái thuốc tê luôn, nó bớt đầu, còn cái này là không có thuốc tê. Mà nói chung là bữa nay ấy là người hơi yếu, mà hồi bữa cắn miệng này nọ nó bị bời cho giờ hơi hết rồi nha mấy chị, đau lưng cũng hết luôn. Nói chung em nói chung là bị stress, có gặp chuyện thì mới bị thôi, chứ giờ là hết đau lưng luôn á mấy chị, nhưng mà miệng cũng hết đau luôn. Rồi hồi bữa đi ra ngoài đường quay á, thì nắng chà cái tay nó bị ấy, nó tróc da nè, giờ cũng hết rồi mấy chị thấy không, ý là giờ giống như là hết luôn rồi. Sức kia với lại sức cái thuốc bên Thái luôn này, cái gì nữa đâu rồi ta, cái lá bay cái màu nó sậm luôn, nó hay dữ ta, nó cũng rẻ hơn mà nó có cái thành phần hóa học, mấy cái công thức sức vô nó tăng màu á. Đâu có thấy gì nữa đâu. Hết rồi phải không? Dạ. Hết rồi, đâu có bị gì đâu. Bộ miệng cũng hết đau rồi luôn. Xương cũng hết đau luôn rồi. Hết đau lưng luôn. Ý là nhưng mà thiếu ngủ hay là không có ngủ được là vẫn đau lại nha. Ý là cái người mình nó yếu cái gì thì nó yếu cái đó thôi. Nhưng mà ăn ngủ là tiên, mà ăn ngủ được là tiên à. Nó không có bị đau, không có bị stress, đọc comment nữa. Lơ rồi mạnh đó. Như là người phải có tiền, người nó không có tiền là cũng suy nghĩ nhiều lắm á. Nói chung tiền bạc cũng quan trọng, nhưng mà sức khỏe là quan trọng nhất. Nhưng mà cái lúc mà không có tiền mà hiểu được cái cảm giác nó cũng ghê gớm lắm á. Không có tiền cái nó quên luôn cái bệnh nè. Bởi vì tiền nó cũng ghê gớm lắm. Huy là Huy không mê tiền nha. Huy mà mê tiền là khác nữa. Huy mê tiền là khác nữa, đúng không mọi người? Huy là nếu mà thì bạn Huy nói với Huy luôn mà, mấy cái người bạn của Huy nói Huy nó mê tiền. Mê nghe nhạc rồi vậy, ăn uống đi chơi rồi cười hả hả rồi vậy, vui vẻ rồi vậy, mê rồi. Nói chung là thích uống cà phê rồi vậy, là thích thích ý là Huy là Huy thích đi chơi rồi vậy, thích đi ra đường rồi, thích vui, thích cười rồi đó, đó là Huy nha.
trương mà người ta chịu làm nữa. Ai biết hồi bữa bạn với nó cái gì mà Huy cũng nhớ. Đó là mấy người bạn nói nha, Huy không có nói. Nhưng mà Huy vẫn mê nha, ý là không có tiền thì mình vẫn ê, mình quên hết, mình không có tiền mình vẫn sợ, mình quên bệnh luôn. Ý là mình quên lo cái người cái tiền mà mình quên cái bệnh, là mình vẫn nghĩ tới tiền. Nhưng mà mình không có, nhưng mà đó là khi không có tiền thì mới nghĩ tới tiền. Để đóng tiền nhà, tiền điện, tiền ăn vậy thôi. Chứ tiền nước này phải có nước uống. Cái nước nó súp này, nước là ấy lắm nha. Nước là không có nhìn được đâu á. Đồ ăn thì nhìn được một tuần, cái nước không có nhìn được. Với là thở, thở nó không có nhìn được. Có những cái mình nhìn được đó là thở này, với là nước mà không nhìn được nha. Nhưng mà con người là ráng uống nước, ráng trong cái lúc vật vã là ráng uống nước, hoặc là ráng cái gì đó phải có nước, rồi phải thở được. Đó. Thở được là sống được, qua được cái cơn ngủ được là tỉnh lại, đó. Qua được cái cơn nguy kịch đó người ta gọi vậy á. Thôi cha cả nhà nha, hôm nay ngồi nói chuyện vui vậy thôi nha cả nhà. Ý là tiền, ý là bạn Huy nói, Huy không có nói cái vấn đề đó nha, kể cho mọi người nghe vậy thôi. Thì Huy nói Huy không mơ, nhưng mà Huy vẫn nghĩ tới tiền đó. Không có tiền thì nghĩ tới tiền, sợ quá hết rồi, bây giờ sao, ý là cũng có. Nhưng mà bạn Huy lại nói Huy là vậy á, Huy kể cho mọi người cho Huy không biết. Rồi chào cả nhà, tạm biệt nha, bye bye.